Là tôi Anh xin chào tất cả các em cầu thủ đam mê câu cá toàn tổ quốc. Hôm nay em tục lên em một clip gồm 6 lốc bia, 9 lốc bia nha anh em. 9 lốc bia này, 9 lốc bia em lấy từ Nhật về. Lấy từ thị trường Nhật về. Rồi, đem vô cụ thể từng lốc cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip nữa thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Đem vô lốc thứ nhất mọi người tham khảo. Lốc thứ nhất là một lốc của Shimano mời. Lốc thứ nhất của Shimano. Cái này BX8 nha. BX8. Thì cái này là Tana Crew đó, xe này xe 0.8, tải được 8.3 kg nha mọi người, tải được 18.3 kg, tầm khoảng 8.3 kg LB ha. Cuộn này được 300m nha mọi người, được 300m. Thì xe 0.8 này chia cho anh em câu UL, câu lua đó, rồi làm thẻo, làm chục câu đài. Thì giá công khai là 900k nha mọi người, giá công khai là 900k một cuộn. Cuộn này thì sẽ là BX8, bây giờ BN nó mịn. Đó, hàng thương hiệu Shimano 7 màu nha mọi người, bia bệnh mệnh 7 màu. Giấy tờ thì đầy đủ nha. Rồi, tiếp theo sẽ là lốc số 2. Lốc số 2, lốc số 3 là cùng thương hiệu nha. Lốc số 2 là Gisu đó, cùng BX8. Dây màu xanh nha mọi người, dây màu xanh đó. Cuộn này thì cũng là xe 0.8, được 150m cho người, xe 5.8 được 150m. Ba cuộn nha mọi người, có 3 cuộn thì tải được 16 lb, gơ tầm khoảng 8kg nha mọi người. 16 lb gơ tầm khoảng 8kg, 7kg. Thì cuộn này thì là màu xanh. Thì ơi, cuộn này màu xanh nha mọi người. Đó. Dây vẫn là dây BE mịn nha. Đó. Lốc số 3 cũng của Gensu nha mọi người, Gensu. Cuộn này thì dây là dây 1 chấm. Đó. Tải được 22 lb, gơ tầm khoảng 11 kg nha mọi người. Cuộn này thì được 150m. Đó, cuộn lốc số 3 xe số 1 thì được 3 cuộn. Vẫn là dây màu xanh nha mọi người, dây màu xanh. Hàng này vẫn hàng của Nhật nha anh em, BX8, hàng của Nhật. Đây, đó. 22 lb. Rồi, giá công khai một cuộn là 450k nha anh em. Đó, 450k. Số 2, số 3 là 450k đồng giá nha mọi người. Theo sẽ là lốc số 4 nha mọi người. Lốc số 4 là một hàng của Reo. Đó. Cuộn này thì sẽ là BX8 nha mọi người. BX8 có một lớp silicon nên cộng BE nó rất là cứng luôn. Đó. Dạng nó cứng giống như cọng cước cho mọi người. Nó be nha, vẫn cứng như cọng cước vậy đó. Chuyên cho anh em làm thẻo câu đài. Đó, làm thẻo làm chục câu đài nó cứng thế này đây. Anh em thấy. Đó. Chứ nó không có mềm. Nó vẫn là be nha anh em, be bọc được lớp silicon. Đó. Cuộn này thì xe là xe 0.4. Đường kính là 0.11mm. Tải được 6 lb, gơ tầm khoảng 3kg nha anh em. Cuộn này được 100m. Đó. Rồi, giá công khai là 300k nha mọi người. Lốc số 4 được 2 cuộn. Tiếp theo sẽ là lốc số 5. Lốc số 5 là vẫn là dây đeo, hàng có bọc silicon, nó giống như lốc số 4 thôi. Nhưng mà cuộn này được 150m nha mọi người, được 150m. Thì đường kính nó sẽ là 0.18mm, xe là xe số 1, đó, tải được 15 lb, gơ tầm khoảng 7kg nha anh em. Em chuyên cho anh em làm chục làm thẻo câu đài, còn vô máy câu UL đó. Hàng này cực kỳ chắc luôn đó, hàng của Đeo, hàng thương hiệu Nhật, là anh em khỏi bàn đó. Rồi, giá công khai cuộn này là 480k một cuộn. Giá công khai cuộn này 480k một cuộn nha mọi người đó. Rồi, tiếp theo sẽ là lốc số 6 mọi người. Lốc số 6 là một lốc chuyên cho anh em lua mực nha. Đó, bia. Anh em có thể lấy câu UL cũng được bình thường, không ảnh hưởng gì đâu. Đó. Thì lốc này được có 3 size 0.6 nè, size số 0.8 và size số 1. Đó. Thì size 0.6 thì nó tải được 4kg. Size 0.8 tải được 4,5kg, size số 1 tải được 5,5kg nha mọi người. Đó, tùy theo anh em thích size nào anh em chọn. Cái này thì được 200m, đó. Cuộn này 200m. Hàng của Nhật đó. Hàng BE của Nhật, xây màu đó anh em đó, ba màu.
Rồi, giá công khai một cuộn là 550k nha mọi người. Đó, giá công khai một cuộn là 550k, hàng BE. Đó. Đây, giá nó bán tại Nhật đây, giá bán tại Nhật là 8.400 yên, nó gờ tầm khoảng đâu đó gần 2 triệu tiền Việt Nam. Đó. Rồi, em bán cái này là bán giá là 550k một cuộn thôi anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là ba cuộn cuối cùng. Cuộn số 7. Cuộn số 7 là một cuộn hàng của Dell, nó hàng Dell. Xây là xây 0.6 là 1.2. Đó, đường kính là 0.19mm, tải được 17 lb, tương đương với 8 kg nha mọi người. Cuộn này được 150m, thì em cũng đã nói cuộn này nó có bọc một lớp silicon. Đó, anh em có thể thấy đây, Volvo Carbon này, silicon lõm chân nó bọc vô cái cuộn bê này. Cuộn này câu cực kỳ ok luôn mọi người, bền chắc nữa, khỏe nữa. Đó. Nó giảm diện tích tiếp xúc với nước nên nó cực kỳ ok luôn. Rồi, giá công khai cuộn này là 480k nha mọi người. Đó, cuộn này màu vàng, Zalo. Ừ. Tiếp theo sẽ là cuộn số 8, vẫn là một cuộn BE có bọc silicon nha mọi người. Ừ. Đây, đó. Cuộn này thì có đường kính là 0.8. Xây là xây 0.8, đường kính là 0.16mm, tải được 7kg nha mọi người, tải được 7kg. Cuộn này vẫn là cuộn của Dell, hàng của Nhật. Thì xây màu vẫn là màu vàng nha mọi người, có bọc silicon. Em có thấy 0.8, 0.8 đây, tải mát là 15 lb, tầm 8kg, đường kính là 0.16mm. Rồi, giá công khai cuộn này là 480k nha mọi người. Đó, một cuộn đeo. Tiếp theo cuộn số 9, cuộn cuối cùng. Cuộn số 9, cuộn số cùng là một cuộn dây BE của GTR vậy đó, Genium. Đó. Cuộn này BE vẫn là BS8 nha mọi người, BS8. Đó. Anh em có thấy. Cuộn này thì được là 75m nha mọi người, được 75m. Để kiếm thông số đọc cho mình xem. Cuộn này được 75m. Hàng của Japan. Thì đây, thông số ở đây lên. Thì cuộn này là dây số 4, đó, được 75m, tải được 50 lb, tầm khoảng 25kg. Đó. Cuộn này tải được tầm khoảng 25kg nha mọi người. Giá công khai cuộn này là 200k nha mọi người, 200k. Cuộn này 75m nha. Đó, tổng cộng 9 cuộn cước, 9 cuộn BM lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cuộn nào hãy chốt để lại mã, em có thể tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em.